cái này thì mình skip nha, có nghĩa là mình bỏ qua cái bước thiết lập luôn các bạn. Nó vô thẳng màn hình chính nè, rồi khá là đơn giản các bạn ha. Thì khi này thì các bạn test chức năng thôi, mình test đầy đủ rồi, khởi động lại máy rồi nhập tài khoản iCloud, tải game tải đồ là bình thường nha các bạn. Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình nhận cái iPad nó bị khóa chủ sở hữu rồi các bạn. Nay mình bypass cho cái chị khách ở bên nước ngoài mang về các bạn ha. Để mình xem thử nó là iPad gì đây. Cái này là iPad Gen 6 nha các bạn. iOS khá là cao ha, 17.7.10 nè, hầu như là iOS mới nhất của nó luôn. Thì như thường lệ thôi, các bạn mở cái tool lên mình bypass bình thường thôi các bạn. Cái này là bypass màn hình Hello nha, bình thường nó là như vậy ha. Đầu tiên các bạn phải backup cái file Hello. Driver thì mình phải cài đầy đủ rồi. Cái này thì mình nói khá là nhiều ha. Thì các bạn bấm vô backup file Hello nè. Nói chung là mình lấy cái file Hello trước nha, lấy ở màn hình bình thường nha các bạn. Sau khi mà có cái file Hello á, rồi nó hỏi mình có đưa vô chế độ recovery không, các bạn bấm Z là tự động cái tool nó đưa cái máy mình vô chế độ recovery, là chế độ cắp đĩa ha. Rồi như các bạn làm, nói chung là cái tool này hoàn toàn tự động. Rồi giờ mình vô chế độ bonus DFU. Ở đây thì các bạn cứ vô DFU bình thường thôi, đừng có chọn cái ô mà only DFU là được. Để cái gì nó vô DFU á là tự động cái tool nó vô chế độ bonus cho mình luôn nha. DFU thì có phím home, các bạn phím nguồn với phím home, nhịp nhẹ hợp lý, buông nguồn giữ home là tự động nó vô DFU. Là lúc đó cái tool mình nó sẽ chạy. Nó chạy là để nó vô chế độ bonus DFU các bạn, để mình boost ram disk nha. Chứ các bạn vô chế độ bonus DFU không có được thì mình không có boost ram disk được đâu. Lúc này thì mình xem thử driver bên tay trái phần device manager nó có sự biến đổi hoặc là nó lỗi ở đâu thì mình xử lý tới đó nha. Nói chung chế độ bonus DFU cũng tùy theo máy tính nha các bạn. Có nhiều máy tính chip AMD nó cũng hơi khó vô ha. Rồi các bạn dùng cái cáp UPI thôi, đừng có dùng cái cáp C cho mình là được. Sau khi mà nó vô chế độ bonus thành công á, rồi tiếp tục mình boot ram disk. Nhưng mà các bạn nhớ cho mình nha, coi thử driver nó phải là driver USB á, thì mình mới boot nha. Rồi trên tool nó báo bonus DFU đầy đủ nè, driver nhận. Rồi các bạn phải chọn đúng iOS của nó. Cái này thì iOS 17 thì các bạn chọn 17.4 cộng. Trên tool nó có nè. Rồi các bạn bấm boot ram disk, tự động nó tải cái file trên server chủ về. Còn nếu các bạn tải không được, bấm vô đây nè, mình tải offline nha. Xin lỗi các bạn, mình tải online, nói chung là tải thủ công á. Sau khi các bạn tải về, bỏ vô cái đường dẫn như vậy, rồi các bạn tắt tool mở lại cho mình, rồi chọn đúng cái iOS rồi mình boot lại là được. Cái đó là dành cho những cái máy tính hoặc là đường truyền các bạn ở bên nước ngoài á, tải file giống như là trên server chủ về nó bị lỗi thì mình tải thủ công thôi. Lúc này thì mình đợi cái tool nó làm việc. Cái tool này các bạn muốn chạy được thì mình phải order series nha. Nói chung nó cũng có phí á các bạn, cũng không đáng kể đâu. Này để duy trì server trẻ tiền điện tiền nước thôi các bạn ơi, không có thành vấn đề nha. Anh em nào mà ủng hộ kênh hoặc là làm á cái tool này thì liên hệ với mình order ASIC cho các bạn chạy. Rồi lúc này mình đợi cho nó boot ram disk thôi, rồi mình bypass Hello. Nói chung là cái tool này nó chạy cũng khá là ngon các bạn, làm hầu như là từ Gen 7 đổ lại nha. iPhone thì từ iPhone 4 cho đến iPhone X. Các bạn bypass Hello mà muốn tạo ID Apple trực tiếp luôn trên cái máy luôn á thì các bạn xem lại cái video cũ giúp mình. Rồi mình đợi cho nó bypass Hello thôi. Sau khi bypass thành công á, thì cái iPad hoặc là cái điện thoại của các bạn á, nó sẽ khởi động lên. Rồi các bạn nếu mà ở ngoài màn hình Hello thì mình kích hoạt vô trong. Cái này thì mình skip nha, có nghĩa là mình bỏ qua cái bước thiết lập luôn các bạn. Nó vô thẳng màn hình chính nè. Rồi khá là đơn giản các bạn ha. Thì khi này thì các bạn test chức năng thôi, mình test đầy đủ rồi. Khởi động lại máy rồi nhập tài khoản iCloud, tải game tải đồ là bình thường nha các bạn. Rồi các bạn có những cái máy như vậy cần làm á, có máy tính á thì làm thì liên hệ với mình order ASIC cho các bạn chạy ha. Còn các bạn ở gần á thì mang qua mình làm hộ các bạn. Khá là đơn giản thôi. Cái này thì mình bypass á thì mình xài bình thường thôi các bạn. Tool thì nó tự động khóa block dòng 2 xóa này kia hết rồi. Các bạn yên tâm mà dùng ha. Rồi cho các em nhỏ ở nhà cài này cài kia học vấn hay gì là bình thường nha các bạn. Cái máy này cũng khá là mạnh ha. Rồi các bạn xem video gặp tới 2 kết thì like đăng ký kênh chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.